Rồi Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Ngày mới Phương xin chúc quý anh chị cô chú được tràn nhiều gặp nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Là ngày hôm nay là Phương hiện tại là Phương đang đứng ngay nhà của chú chủ đất chủ miếng đất đó. Là hôm nay là Phương tiến hành qua để mà ký hợp đồng đất đai và nói chuyện rõ ràng với chú luôn. Rồi về vấn đề mà xây cất hoặc là vấn đề pháp lý gì đó. Đó. Thì theo như Phương nói ngày hôm qua thì Phương sẽ đóng trước một năm tiền đất là 30 triệu, một tháng là 2 triệu rưỡi. Là một năm 30 triệu Phương sẽ đóng trước cho chú một năm. Đó. Đây. Đây là nhà của chú nè, rất là nhiều cây cảnh luôn. Rất đẹp. Nói gì thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đó. Giờ Phương đang chờ tiến hành hợp đồng. Đây đây chú chủ đất đây. Đó. Nay như mình như là chú con thỏa thuận trước là 2 triệu rưỡi một tháng, đúng không? Thì hôm nay con đưa trước chú 30 triệu là một năm tiền đất, đúng không? Thì một năm này tôi không lấy vốn gì nữa, chú giao về là một lần đúng không? Dạ. Thì mình cứ tính vậy đi, cứ một năm mình đóng lần một, cứ một năm đóng lần đi, ha, cứ một năm giao 30 triệu cho nó gọn chút. Cái nhất thứ hai là cái vấn đề mà cái xây dựng á, xây dựng thì chú hỗ trợ con một xíu là nấu về khu vực với chính quyền đó, là con chú ý là con cán cái nền cho sạch thôi. Ok, làm không à, cán cái nền với lại con dựng lại mấy cái máy, con ra mấy cái máy đó cho chú nhỏ nó được sạch sẽ nó mát. Rồi mình làm cái hợp đồng mà 5 năm đi. Thì y chú hôm bữa nói là 2 năm, không, ở 2 năm rồi bắt đầu từ năm thứ ba thì chú lên mấy trăm ngàn nữa đó. Thì tới khi nào mình lên đó thì cái giá làm sao đó thì mình tính tiếp. Ấy hợp đồng 5 năm phải không, chứ 2 năm phải không? Dạ, mình làm hợp đồng 5 năm đi. Thì như là có hôm bữa con với chú là có nói là ở 2 năm rồi qua năm thứ ba là chú có lên là vài trăm ngàn, 10% đi. Ừ, lên 10%. Thì từ năm thứ ba con nhớ đóng thêm 10% trên cái tiền đó. Ví dụ là thì tháng chạy ra nó cũng có 2,7 triệu mấy, nhiều 2,7 triệu 2,8 triệu thôi, đúng không? Một năm tăng 10% đi. Một năm tăng 10%, cứ năm thứ năm thứ ba tăng 10%, năm thứ tư tăng 10%. 20% được rồi chứ. Hả? 20% được rồi, cái năm thứ ba tăng nữa, chết luôn, chết tâm luôn á. Thì nói chung ra chú cháu mình là nó thoải mái rồi. Con thì về con, tại vì nếu con về con cũng phải đầu tư vô mới nữa, tại như dựng phần xây dựng sửa chữa lại này nọ, tại vì trận tống ở là nó nói chung cũng không là nó làm, nó chỉ xây hai cái phòng có sẵn, nó bị bối á. Nó bị bối, đúng, nó bị bối đó. Thì đó là tôi giận lắm, chứ nó không có giận đâu. Tại vì cái chỗ này á, là con làm chậm hộ, con ở trực tiếp đó luôn, nên á, con phải sạch. Chứ không có dơ được, nếu mà mình dơ là mình hủi. Đó thì con phải sạch, phải sạch sẽ rồi thế này thế kia để tránh bệnh tật rồi mùi hôi xung quanh nữa. Thì mất công ảnh hưởng tới chậm sớm của mình thì nó cũng khó lòng. Nên cái vấn đề sạch sẽ con bắt buộc con phải sạch. Đó, chứ không để mà nôi hám như nó nuôi gà nuôi vịt nó nuôi bệnh nè. Thì đó thì sẵn đây thì chú cháu mình có cái gì đó mình nói trước với nhau cho nó dễ. Cũng thì dễ, nói chung gì mình sống những gì mình cảm hài lòng gì mình nói thẳng nhau cho dễ hơn. Để cùng nói chung thì như là chú cháu mình bàn trước với đó thì
hai năm đầu thì cái giá đó, đầu qua năm thứ ba thì nó lên 1% đó, năm thứ tư 1% nữa, rồi năm thứ năm lại đứng luôn, là cứ để cứ năm cái giá đó đi. Rồi. Thì tại vì con làm chăm cứu hộ thì con ở đó cũng lâu dài đó. Rồi cái vấn đề còn cái vấn đề quan trọng là chỗ này nè, em cũng có ví dụ bây giờ á là con về đúng không, con về đó con đầu tư vô đó là khoảng trăm trăm mấy triệu gì đó, mà cái phần mà chú đảm bảo với con, ví dụ trong năm trong vòng ở đó 5 năm đi, mà nếu như mà nó có bị di giờ hoặc bồi thường như thế nào á, tôi sẽ trả lại chú hoàn trả lại cái số tiền chú bỏ. Tôi là người bên muốn dắt gia đình cho tôi biết là tôi không đến nỗi gì, tại tôi thích làm. Dạ. Tôi sẽ trả lại nếu trong vòng 5 năm đó, quá 5 năm thôi nha. Dạ. Đó, quá 5 năm thì không biết nhà nước lấy tôi, nhà nước làm bộ phần đó tôi sẽ trả hết cho chú, hoặc tôi trả chú số tiền là mấy chục triệu chú. Tại vì là có mấy một số anh chị cũng Mạnh Thường Quân cũng hỏi còn về vấn đề đó, thì con nói là ok để con lên con gặp chú rồi con nói chuyện chú gì cũng để luôn. Con thằng chú tôi làm với tôi cũng làm ăn lắm, thế bởi vì tôi biết tôi hiểu cái lực làm ăn, chứ mình mới nói ra nó không đồng đã nói tại vì chú đồng chú sợ quy bản gì. Dạ. Trong vòng 5 năm đó nếu mà lỡ nhà nước lấy quy bản bất cứ cái gì tôi sẽ trả hết chú, cái kênh này là cái nhiều nhưng mà xã hết chứ chú. Dạ. Đó thì như quý anh chị của chú cũng đã nghe rồi, thì cái phần mà ví dụ mà nếu mà Phương ký hợp đồng ở đó 5 năm là Phương trong thời gian ở 5 năm đó là Phương sẽ phải xây dựng thêm như là cán nền rồi là sửa chữa cái này thế kia, thì số tiền nó là bao nhiêu. Thì nếu mà trong vòng 5 năm đó mà Phương ở mà không bị vấn đề như là di dời hoặc là thế này thế kia á, thì sau 5 năm là không vấn đề gì hết. Nếu mà Phương dọn đi, sau 5 năm mà Phương dọn đi á thì nó không có gì hết. Còn nếu mà trong vòng 5 năm đó, mà trong vòng 5 năm mà Phương ở đó, ví dụ Phương ở 2 năm hoặc 3 năm mà có vấn đề như là di dời hoặc là giải tỏ vấn đề gì đó, thì chú sẽ bồi thường thanh toán lại cho Phương số tiền ban đầu Phương bỏ ra để Phương xây dựng đó. Thì anh chị cũng hiểu đó, thì ở đây chú cháu thì nói chuyện rất là ok, tại vì cái nhau cái gì mất lần trước lần sau mình nó rõ nó trực tiếp cho quý anh chị hiểu. Thì bây giờ là Phương đang chuẩn bị chờ con của chú đánh một cái bản hợp đồng ra, rồi Phương chú ký hợp đồng cho chú, Phương chồng tiền cho chú luôn, là chồng cho chú trước 30 triệu, là y như lúc ban đầu mà Phương đã nói chuyện với chú là một năm đó, rồi qua mỗi năm là mình đóng một lần một luôn, cứ năm mình đóng 30 triệu, rồi qua năm thứ ba thì sẽ tăng lên 10% nữa, tăng thêm 10% thì mình đóng tiếp đó. Tình hình nó là vậy đó quý vị, quý vị chút. À bây giờ là tình hình nó như thế này, là bây giờ á là cái bản hợp đồng á thì chưa soạn kịp bản hợp đồng, thì trước mắt á là Phương với chú á, làm một tờ giấy tay là giấy để mà nhận tiền, nhận cái tiền 30 triệu này của Phương đó. Rồi sau khi nhận tiền xong thì ngày mai Phương sẽ tiến hành ký hợp đồng với chú đó, thì coi những cái điều khoản như thế nào, rồi Phương sẽ cho mọi người biết sao đó. Đây là cái tiền 30 triệu. Mẹ nó ngủ rồi. Sao? Mẹ nó ngủ rồi. Sao? Mẹ nó ngủ rồi. 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 Mẹ nó ngủ
tiền hả? Tiền hả? Chú cầm tiền đó, tiền đâu rồi? Tiền cho em có mấy tiền làm gì vậy? Lấy tiền làm gì nó lại nghe rồi. Con lấy tiền làm gì vậy? Nào không? Cho ngoại đi mua bánh ăn. Trời ơi, tiền đâu không có gì nữa. Đúng không? Hai cái làm biển làm đây. À. Sáng nào dậy dọn dẹp hết dòng xanh cái bắt đầu sạch. Sạch xong rồi cái vừa vô nhà cái chở nhỏ này vô chưa có cho ăn cho uống gì. Nhà dọn dẹp chưa có dọn trong nhà có dọn dọn quả cứ cày rồi xong nữa cho cô này thì ăn cho cô này thì ngủ tiếp tục làm không
ba điểm nộp. Trước tiên là Phương giao tiền cho chú trước 30 triệu, đây là tờ giấy nhận tiền. Ngày mai Phương sẽ tiến hành ký hợp đồng. Sau khi Phương làm giấy ký nhận tiền với chú xong xuôi rồi, ngày mai tối nay chú về chú soạn hợp đồng, rồi ngày mai Phương qua ký hợp đồng với chú. Thì hợp đồng cũng như những điều khoản mà Phương đã nói chuyện với chú trước rồi, nếu mà thiếu thì sẽ bổ sung vô sau. Đó, số tiền 30 triệu này là Phương đi quay của người ta, thì quay tiền nóng á, thì lãi suất thì nó tính theo ngày đó, cho nên là 10 triệu thôi, 10 triệu thì nếu có mức như vậy là tốt quá rồi, để cho cái bé nó ổn định hơn đó, mình cũng yên tâm hơn. Rồi chuyện gì tới thì từ từ cũng tới đó. Rồi mốt về dài phải sửa chữa lại như là làm nền, rồi mình phải tận dụng những cái tư cũ á, như là sắt tôn đồ này nọ, mình sẽ làm mái che, làm mái che, làm hàng rào lại cho chắc chắn lại cho các bé. Thôi clip dài rồi, Phương cũng xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người clip sau nha. Mọi người xem thì nhớ cho Phương một like và chia sẻ lần một, giống như là một cái ý kiến đóng góp để cho Phương giúp Phương để mà Phương hoàn thiện hơn. Phương xin chào mọi người.